Bây giờ chúng ta đọc cái bài mới ra. Bây giờ danh sách theo dõi này. Bài mới đó, bài thứ ba đó. Cái phần trang, cái phần kia vậy quý vị đọc cái này đấy chị pháp rồi giải hiểu luôn. Bây giờ danh sách mình chúng ta sẽ có nó không nghe ra một âm nè, âm sở nè, sắc pháp nè, cái định nè, cái bàn. Để trong bản thiên pháp chúng ta chỉ có bốn phần vậy thôi: tâm, tâm sở, sắc pháp, chế định mình niết bàn, đúng không? Những bản thiên pháp chúng ta chỉ có cái giờ tâm năng nghiêng, thì chúng ta phải tìm để mà tâm là năng nghiêng nhé. Qua đi. Tâm làm năng nghiêng được mấy gì? Trong 24 viên nhé. Hình như là à đúng rồi, mặc dù ở trong cái nhân vật của duy không phải còn đồng sinh tử duy, nhưng là nhân vật của duy thì chúng ta sẽ có, nó có là xuất thật đúng không, nó nhận thật đúng không, thức thật. Nhưng ở đây chúng ta lấy là danh và danh sách không, danh cái tâm là tâm sở luôn chứ không chỉ đơn độc chỉ mình tâm không thôi. Mà nếu mà lấy tâm nó làm năng duyên đó thì cũng có thể, nếu chúng ta tách nó ra, chúng ta tách nó ra thôi, nếu phải hiểu ngầm, nếu tách nó ra thì nó sẽ có là ở trong cái thức hợp được, nhưng nó có thể là nhân duyên nha, nhân vật thực duyên, người ta tự nhân vật thực duyên, không phải nhân rồi nhân sắc nha, nếu bên tâm là tâm sở nha, nhưng mà chúng ta lấy tâm ra thôi á, thì nó có thể thôi. Nó là năng duyên do danh và danh và thực duyên. Rồi cái gì nữa? Mặc dù nếu như tính nó không có duyên nào thì cũng được, tại vì mỗi khi tâm nó phải bị kèm với một số tâm sở nữa. Nhưng mà vậy nếu chúng ta tách nó ra thôi, bỏ qua tâm sở lấy nó ra không thôi á, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có là năng duyên, nó sẽ là năng duyên cho tâm là năng duyên nha. Nếu hay thì chúng ta thấy là tâm là nhân vật thật đúng không? Rồi lấy ra nó là nó trưởng đồng sinh nữa đúng không? Nó tâm trưởng à. Rồi quyền đồng sinh nữa, nó là ý quyền. Mà như vậy á, thì nó rất là nhiều tâm đó, và trong đó nó có tâm sở của họ cho nên cái đơn lẻ của nó làm đơn lẻ của nó đó để làm năng duyên không bao giờ có. Hiểu này không? Nếu mà ta lấy nó ra thì chúng ta sẽ thấy nó có cảnh duyên trong đó nữa, bởi cảnh tâm nằm trong cảnh duyên mà, mới có thể nằm trong khổ tương duyên không? Nếu chỉ tắt tâm ra không đó, hiểu cái này không? Để mà chúng ta tính làm cho năng duyên không á thì nó rất là nhiều, mà lúc nào cũng chung với tâm sở từ hết á, cho nên chúng ta gẹp mấy cái góp nó vào chung cái tâm tâm sở làm năng duyên cho bao nhiêu duyên thôi.
Còn tâm chúng ta xem như là không có duyên nào, nó đơn lẻ, nó không bao giờ có, nó không bao giờ nó làm, nó làm năng duyên cho một tâm nào. Nếu nó đơn lẻ mình nó, còn không thì nó phải cặp theo cái đó nó mới làm năng duyên được. Ví dụ như giờ chúng ta thấy cảnh duyên là nó có tâm trong đó đúng không? Nếu tách nó ra thì tâm nó có thể là năng duyên và cảnh duyên được đúng không? Vô gián duyên nó cũng phải là làm năng duyên được đúng không? Bởi vì tâm xảo mà, đẳng vô gián duyên cũng được đúng không? Tập hành duyên cũng được đúng không? Hổ tương duyên cũng được đúng không? Tương duyên cũng được đúng không? Đồng sanh duyên cũng được đúng không? Hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Cho nên giờ tạm thời chúng ta tắt xem như là anh phải được hợp chung một cái gì đó anh mới á. Bây giờ coi như là không có duyên nào đi. Nói không có duyên nào có nghĩa là có chưa? Phải 16 viên không? Trong cái đại viên 16 viên đúng không? Không hợp 31 viên mà. Có phải 16 không? Bây giờ chúng ta điểm ra nè. Tâm không sợ là nhân viên, nhân viên có không? Nhân cảnh tưởng vô. Có không? Chúng ta lấy cái đề là hãy cái năng duyên toàn là tâm sở thôi, tâm sở thôi. Nhân cảnh thì nó còn đó, nó có cái chế định, nó có niết bàn trong đó không? Để loại ra. Chúng ta chỉ gom cái nào mà thuộc về tâm với tâm sở không thôi. Nên cái vô về nữa thì đuổi ra. Bây giờ nhân duyên nó có tâm sở không? Nó chỉ có tâm sở thôi, không có tâm đúng không? Như là cảnh duyên thì nó còn có cả chế định đúng không? Biết bàn đúng không? Dư gì quá không? Như là đúng không? Vậy đi, chúng ta chỉ lấy tâm sở, nhớ giùm lấy tâm sở thôi. Nhân cảnh tưởng duyên có không? Có không? Đồng sinh trưởng được không? Đồng sinh trưởng. Trưởng duyên có hai. Chúng ta tập về đi. Đồng sinh trưởng. Cảnh trưởng đúng không? Trưởng duyên hơn hai vậy đúng không? Không nhớ trưởng duyên thêm mấy hả? Phải thêm hai không? Đồng sinh trưởng cho nó có gì? Đồng sinh trưởng trước tiên lấy bốn pháp trưởng ra trước nè. Dục cần tâm thẩm đúng không? Dục cần tâm thẩm nó là không có sự kia. Nó còn gì nữa không? Hết rồi. Còn cảnh trưởng đây nó có là bảo vệ sát, có sát trong này không được phải không? Cái tiêu đề chúng ta là tìm những cái duyên nào mà nó có năng duyên chỉ có là gia tâm thì tâm sở mà thôi.
thì đồng sinh trưởng thì chúng ta thấy là dục cần tâm thẩm đúng không, muốn phát trưởng. Mà dục cần trí nó thuộc về danh đúng không, nó thuộc về tâm sở, tâm nó thuộc về tâm đúng không. Dục cần thẩm là trí thì nó thuộc về tâm sở, mà thẩm tâm trưởng là tất cả tâm thuộc về tâm, nghe đáp ứng được yêu cầu là tâm tâm sở là nhân duyên, họ thấy tự nhiên nhân cảnh được vô nhân duyên được có nghĩa là tâm tâm sở diệt đi, giúp cho tâm tâm sở sinh sinh ơn. Nên sao nó là có vô cái kia thì phải có cái làm nặng vô cái kia đúng không? Rồi vô nhán cận rồi nó tập hành hơn. Đã có tầm hành, đã có giới giác tận nghi, đã có tầm hành, nó có giới giác nghiệp duyên không? Vậy là nghiệp đó. Nó là nghiệp duyên luôn á. Nó phải có vô gián nghiệp duyên, mà vô gián nghiệp duyên thì nó nằm trong vị thời nghiệp duyên đúng không? Dạ. Nói nghĩa là tâm sở tư, nói cái nghĩa là tâm sở tư. Nghĩa chỉ tâm sở là không có tâm đúng không? Nghe tập hành viên được chưa? Được không? Tập hành viên được không? Rồi, sáng cảnh giữa cho cảnh tập hành viên. Hổ thương viên được không? Sao không được ạ? Y viên được không? Y viên á, y duyên nó có cái gì? Vô nhán cận nghi đúng không? Cận cái này rồi đúng không? Ủa cận nghi duyên khác nhé. Y duyên đâu có đâu. Y duyên nó có sắc pháp là cảnh sinh tiền y nè, vật sinh tiền y nè. Cái này là do nhát cận nghi, nó còn nhà ở ở cận nghi duyên. Một thì cận cận nghi duyên có là đúng không? Cận tiền một tập cận nghi duyên có rồi, thấy là một nghi duyên đúng không? Nội duyên là tâm tâm sở là năng duyên mà sinh sao? Có không? Trong đó có không? Hiểu hả? Con xin hỏi. Con xin hỏi. Chính là gì? Quả gì nữa? Thì thực nghiệp quả thực quyền, nghiệp duyên không được, quả duyên được, danh thực thực được không? Cũng không đúng không? Danh thực thực
được được hai cái ghép lại hả? Đồng sinh hả? Đoàn thực không được nha. Đoàn thực nó là sách, sách của thực không được. Mình danh của thực là sao? Danh thực được không? Danh thực được không? Danh thực là giờ là xuất thực. Không được. Thực quyền, quyền viên, tham sinh quyền đó. Đồng sinh quyền thì nó có cái ý quyền trong đó rồi đúng không? Nó có cái phổ quyền là tâm sở rồi đúng không? Nó có tính quyền, nó có cần quyền, tâm sở đúng không? Đồng sinh quyền nữa là đúng không? Thực quyền, thiền đạo. Thiền cũng được. Đạo cũng không được. Cái gì đạo thì chỉ là tâm sở luôn thôi. Hiểu tâm sở là không được. Phương thì được không? Ai là vậy? Bất kỳ nhân được không? Bất kỳ được không? Cái này tới 12 là chúng ta thấy dễ tính rồi đó. Tên kia có vô đáng duyên thì chúng ta sẽ thấy nhưng mình sẽ có được đi duyên chứ. Vô hữu duyên liền đúng không? Phải chưa? Tại hai duyên này nó giống cái chi pháp nó giống như cái kia mà. Vậy chúng ta thì lấy cái này là hữu duyên nữa không? Đã hiện hữu thì phải có đi bất ly đúng không? Như vậy rõ ràng dưới này chúng ta còn lại là bốn duyên còn lại đúng không? Hiện vô đi bất đủ lắm. Hiện hữu duyên vô hữu duyên như đi duyên mình nhớ nha. Hiện hữu duyên nè nó trùng với là bất ly duyên đúng không? Ông nhớ hả? Bất ly hiện hữu hai duyên chia thành năm nhóm: sinh tiền đồng sinh, đoàn thực cùng với hậu sinh, tại thiên sắc mạng quyền sinh thành là năm. Hai duyên này giống nhau hết, nó chỉ khác là tên gọi thôi. Một cái là cũng có mặt, một cái khác là không liền nhau vậy thôi. Cái chi pháp cũng y chang với nhau, không khác gì hết. Mà đã có vô giáo viên, mỗi khi có vô giáo viên thì anh đã có vô giáo viên, chúng ta sẽ có duyên liền. Năng sở liền nhau, đúng không? Năng sở không có lập. Có năng không có sở, có sở có năng, đúng không? Ở ly duyên, đúng không? Ở ly duyên nó đồng ý như vậy. Vô duyên. Năng sở liền không có mặt hết. Có mặt năng không có lỡ rồi vô hữu. Mà đã xuất hiện vô giá thì chúng ta sẽ thấy ngay nó phải có duyên vô hữu duyên, bởi chúng nó nằm trong nhóm luôn đó. Nó nằm trong nhóm luôn đó. Nó nằm trong nhóm liên tiếp á. Như vậy thì chúng ta liệt kê ra được 16 duyên rồi đúng không? 10 tới đây chúng ta liệt kê tới đây 12 duyên thì tới đây là quá không có duyên. Giữa tương ưng với bất tương ưng nó khác nhau cái là năng sở. Năng và sở của tương ưng đều là danh pháp. Cho nên mới tương ưng được. Năng tương ưng với sở, sở tương ưng với năng. Còn bất tương ưng ấy, năng cũng là danh pháp nhưng mà sở nó có thêm sắc nữa. Nó bất tương ưng.
vậy thôi. Tôi lưu ý mấy cái mấy cái tên gọi có thể là từ đó mình được thiêu pháp. Không sớm mà 47 duyên đúng không? Tổng số là 47 duyên đúng không? Từ duyên lớn mình chia ra những duyên phụ ấy, thì tổng số thì cả duyên lớn vẫn là lẫn duyên phụ, duyên chính lẫn duyên phụ là 47 duyên đúng không? Sao nãy tìm có 46 rồi? Bốn bảy mà giờ nó làm năng duyên cho 16 duyên thì để gì nó sẽ không làm năng duyên cho 31 duyên. Nắm cái này chưa? Rồi tới đây chúng ta tạm nghỉ đi. Về thì nắm vững cái này nha, sau đó tới cái bài sau đó chúng ta mới thấy là tâm kháng ý môn, chúng ta sẽ hỏi tâm nhãn thức sinh lên có bao nhiêu duyên. Một cái tâm sinh lên đó, theo tư liệu là 18 duyên, một cái tâm sinh lên có 18 duyên. Lúc đó mới thấy nhức đầu á. Hỏi tâm nhãn thức thọ xả quả thiện hay bất thiện sinh lên thôi mà đã có 18 duyên nằm trong đó. Thành ra mình nói cũng kiếm. Rồi. Do sự vô bao mà chúng tôi đã công thành làm đây, hay là mỗi duyên lành để những hỏi những điều hồ nhiên ngủ ngầm nơi tâm